Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một chiếc đèn pin siêu sáng con ạ, với cái công suất là cực kỳ khủng luôn, 300W từ cái chip LED COB này. Con này là LED 12V 300W con này, DC 12V. Cái chip LED này thì các bạn có thể lấy ở Bắc Lê Văn Huy hoặc là link trên Shopee ấy, thì mình để trong phần mô tả nhé. Các bạn vào cái phần mô tả ấy, thì mình sẽ để link mua trong đấy. Đó, mua trên Shopee sẽ được tặng một gói kẹo lạc con ạ. Đấy, mua hàng của bác Huy là lúc nào cũng được ăn kẹo này. Ở đây thì mình sẽ cần lấy thêm là một miếng nhôm tản nhiệt các bạn. Cái này thì bác Huy cũng bán luôn. Đó, đi kèm thì có thể vừa được kích cỡ của cái LED 300W này. Con LED này nó rất là to các bạn ạ. Chỗ này nó phải tầm 20 mấy cm đây. Đó, một bên là 20, bên là 20 mấy các bạn ạ. Rất là to luôn. Công suất là 300W mà. 300W mà 12V thì nó phải ăn dòng tần gần 30A các bạn. Cũng kinh khủng nhỉ. 12V ở đây mà nếu mà mình chế về pin là pin 7S đấy. Mới đầu thì mình sẽ tính chế về pin 7S các bạn ạ. Nhưng mà ở đây thì pin 7S thì nó chỉ được 11V thôi. Lúc nào nó kịch kim thì nó sẽ còn là 9,6V. Nên là mình hôm nay mình quyết định là chơi bình ắc quy các bạn ạ. Mình đã chế cái đèn COB này thì rất là nhiều video đấy các bạn ạ. Từ loại 50W này, loại 70W, rồi tiếp theo là loại 200W này. Nói chung là mình chế cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà toàn là pin 3S cả. Thì mình thấy rất là nhiều bạn hỏi mình là có thể chạy được bình ắc quy không anh? LED này có thể chạy được bình ắc quy hay không? Thì hôm nay mình sẽ quyết định là làm với bình ắc quy nhé. Bỏ qua pin 3S. Đấy, quyết định là sẽ làm thử với bình ắc quy này. Bình ắc quy thì nó là 12V các bạn ạ. Mà ở đây con LED này nó người ta ghi là 12V mà 300W thì mình nghĩ là chắc phải hơn 12V con ạ. Nó phải rơi khoảng tầm 14V thì nó mới mát được công suất. Nhưng mà 12V6 thì cũng kinh khủng rồi, nó cũng sáng, rất là sáng rồi. Đấy, làm miếng keo lạc các bạn. Mình đảm bảo với anh em là nhiều anh em nào mua là sẽ bị sâu răng ngay luôn. Cứ đơn hàng nào 200k là có tặng kèo các bạn ạ. Đây mình sẽ thử một cái rồi mình sẽ làm video nhá. Xin mời các bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ ráp thêm một cái mạch sạc dự phòng này, để lúc nào mà điện thoại hết pin thì có thể sạc được luôn. Con này thì nó chỉ sạc 1A và 2A thôi. Rồi đây thì mình đã tìm được một cái hộp, nó cực kỳ vừa vặn với cái này luôn các bạn ạ. Gần như là nó vừa khéo luôn. Đấy. Hôm nay mình sẽ bỏ vào cái hộp này các bạn ạ. Nếu mà chế pin 3S ấy thì bỏ vào cái hộp này nó cực kỳ gọn gàng luôn. Nhưng mà này ở đây mình sử dụng bình ắc quy các bạn ạ, nên là mình sẽ đục khoét cái hộp này nhé. Hoặc là bạn nào khéo tay ấy, thì có thể đóng cho nó vừa khéo luôn. Rồi ok, thì như vậy đã xong rồi các bạn ạ. Đó, thì ở đây thì mình không làm cái que sách nhưng mà cái đèn của mình nó mất trọng tâm ấy, nên là không thể nào mà làm được cái que sách các bạn ạ. Cầm sách ở chỗ này thì nó bị nghiêng ra sau này này. Do cái bình ở dưới này mình làm nó to quá các bạn ạ. Đó thì mình không làm que sách nhé. Thứ hai nữa là rất là nặng các bạn ạ. Cái này chỉ để trong nhà thôi chứ còn không thể nào sách đi đâu được đâu. Cái này là mà anh em nào tập game thì may ra sách được. Đúng là nó nặng thật các bạn ạ. Tại là do cái bình ắc quy này này. Nếu mà mình làm pin 3S ấy, hoặc là pin 4S thì nó sẽ nhẹ hơn. Còn ở đây thì bình ắc quy thì nó rất là nặng rồi. Đó, xong hoàn thiện rồi nhá. Chỗ này là công tắc để tắt bật cái sạc dự phòng này này. Nó tắt bật cái này này. Đấy, bật này, tắt này. Chỗ này là công tắc đèn nhé các bạn. Ở bên sau này thì nó sẽ là cái quạt. Cái quạt này thì nó sẽ hút gió ra ngoài nhá. Và nó sẽ hút ở những cái khe hở này các bạn này. Những cái khe này gió nó sẽ vào chỗ này. Đó, 4 cái góc này thì gió nó sẽ vào nhá. Và thổi ra chỗ này. Ở đây thì mình sẽ làm hai cái cực để nạp bình ắc quy. Cái này thì mình sẽ dùng cái nạp ắc quy mà hôm trước mình đã review các bạn xem ấy. Đó, mình sẽ nạp bằng cái đấy, kẹp vào hai cái này để nạp này. Đó. Rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và test thử bạn xem độ sáng của nó nhá. Cực kỳ sáng luôn các bạn ạ. Đấy. Wow, mát sáng luôn đấy. Bật lên mà chói hết cả mắt luôn các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử bạn xem nhá. Bây giờ là cực kỳ khuya rồi các bạn ạ. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Mát sáng luôn các bạn ạ. Cực kỳ sáng luôn nhé. Đấy, mình đi cho các bạn xem này. Đó. Các bạn thấy chưa? Ánh sáng cực kỳ sáng luôn đấy. Wow. Rất là mạnh các bạn ạ. Con này nó mạnh hơn con 200W nhiều các bạn ạ. Mình thử lại lần nữa nhé. Wow. Các bạn thấy này, con này ánh sáng chắc chắn là sẽ hơn con 200W rồi. Cực kỳ sáng luôn các bạn ạ. Ánh sáng thế này thì khỏi phải chê rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái dòng nó ăn thì cũng khá là lớn đấy. Ánh sáng nó mạnh như thế này cơ mà. Đấy, trắng tinh cả đường luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Làm quả đèn này mà đi xe máy nha. Wow, mát sáng luôn các bạn ạ. Thấy chưa? Các bạn thấy cái đồ phủ nó chưa? Hai bên đường này, này hai phía bên đường này này. Nó phủ hết sạch luôn các bạn ạ. Đó. Hai bên này là nó phủ hết sạch luôn nhá. Đúng con này mà nó làm khoảng tầm 3 cái đèn chắc là nó chiếu hết cái sân bóng mini các bạn ạ. Đấy. Siêu mạnh luôn. Quá mạnh luôn các bạn ạ. À, được cái mình thấy là cái led này nó không nóng các bạn ạ. Mình thử nãy giờ thì nó không nóng nhá. Hơi ấm ấm một xíu thôi. Ok, thì như vậy mình đã hoàn thành xong một chiếc đèn siêu sáng đấy các bạn. Với công suất là 300W. Đó. Ánh sáng của con này thì các bạn nhìn trong video là các bạn biết đấy. Không phải chê nữa rồi. Ánh sáng siêu mạnh luôn. Rồi thì những cái link mua cái sản phẩm này mình để trong phần mô tả nhé. Anh em nào muốn tham khảo thì có thể vào đấy để xem nhé. Rồi thì chắc bây giờ mình sẽ tắt đèn và đi ngủ thôi các bạn ạ. Tầm này 3 giờ sáng rồi.